Vâng, xin chào tất cả cô chú, anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trên kênh tin tức 24 giờ News. Lời đầu tiên xin gửi đến tất cả các cô chú, anh chị và các bạn lời chúc sức khỏe và bình an. Hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại với cái câu chuyện của gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh. Với những gì mà chúng ta sâu ra với những cái bản ghi âm đó thưa các cô chú, anh chị, thì một phần nào đó chúng ta đã hiểu được trong câu chuyện này nguồn cơn tại đâu mà nó lại xảy ra những cái mâu thuẫn trong gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh đến tận ngày hôm nay, cũng là liên quan đến cái vấn đề phân chia tài sản. Vậy thì phân chia như thế nào cho nó đúng? Tất nhiên chúng ta không có quyền định đoạt cái vấn đề tài sản của gia đình họ, nhưng với một cái cách nhìn nhận thì mình tin rằng khá nhiều các cô chú, anh chị và các bạn ở đây có thể hiểu được rằng cái tài sản là để cho ai. Nói đến để cho ai thì phải xem xét rằng sau khi cái sự qua đời của cố nghệ sĩ Vũ Linh thì pháp luật người ta cũng có quy định rõ ràng về những cái vấn đề thừa hưởng cái khối tài sản của người đã qua đời. Đó chính là nếu như gia đình của cố nghệ sĩ có người thân như là vợ hoặc là con cái ruột thịt đứng trên giấy tờ pháp lý rõ ràng, đủ các yếu tố để thực hiện được các quy định mà pháp luật ban hành thừa hưởng lại tất cả những cái khối tài sản đó, thì rõ ràng cái người kề cận nhất của cố nghệ sĩ Vũ Linh đó chính là cô con ruột Hồng Loan. Chúng ta cứ xác định ở đây là con ruột. Bởi vì sao thưa các cô chú anh chị, mình đã nói ở một số những cái clip rồi, nó thể hiện ở trên cái tờ giấy khai sinh. Và cái tờ giấy khai sinh đó nó có thật hay không, và qua rất nhiều những cái thông tin mà chúng ta nắm được thì tờ giấy khai sinh đó chị Hồng Loan, bạn Hồng Loan cũng đã show ra cho mọi người xem đó là một tờ giấy có thật. Và cái tờ giấy này cũng đã được trình lên cho các cơ quan chức năng, bởi vì những cái vấn đề kiện tụng đến từ mẹ con cô Sáu và cái cô Phượng. Vậy thì ở đây theo mình nghĩ câu chuyện nó sẽ không xảy ra những cái mâu thuẫn lùm xùm như thế này nếu, cái nếu thứ nhất, nếu như gia đình cố nghệ sĩ Vũ Linh, nói đúng hơn là gia đình cô Sáu hoặc là chú Bảy gì đó, mình không nói đến Hồng Phượng bởi vì Hồng Phượng đang còn rất nhỏ, không có thể hiểu được những cái vấn đề liên quan đến những cái sự việc của người lớn, những người lớn tuổi đó, thì để cho cô Sáu và chú Bảy xử lý đối với cái sự việc này. Theo cái cách nhìn nhận của mình, nếu như cô Sáu hoặc là chú Bảy đứng ra đại diện cho gia đình trong cái cuộc họp gia đình đó, và cô chú ấy nói rằng thôi Hồng Loan, bây giờ con là con của anh Linh, và không may thì anh ấy qua đời, bây giờ cái việc buồn đó nó cũng đã tạm thời qua đi rồi, thì cái vấn đề mà dư luận đang quan tâm, báo chí đang quan tâm là cái vấn đề tài sản. Vậy thì để gỡ rối cho cái vấn đề này thì theo cô hoặc là theo chú, thì cái tài sản này cô chú giao lại cho con để mà con tự quyết định về những cái vấn đề đó. Vậy thì cái tự quyết định ở đây, mình nói thật với các bạn, nếu như có những cái vấn đề, có những cái lời nói của cô Sáu hoặc là chú Bảy đứng ra đại diện cho gia đình để mà đưa ra cái ý kiến đó, thì mình nghĩ rằng, mình chắc chắn rằng Hồng Loan sẽ không có những cái phản kháng hoặc là phản ứng về sau này với một cách là mạnh mẽ, tức có nghĩa là tiếp những cái lá đơn tố cáo của cô Sáu hoặc là gia đình cô Sáu, đúng không ạ? Cái nếu thứ hai thì nó khó xảy ra, bởi vì nếu như cố nghệ sĩ Vũ Linh trước khi qua đời mà ông ấy còn tỉnh táo viết lại cái di chúc rõ ràng là để cho Hồng Loan bao nhiêu tài sản, để cho con cháu bao nhiêu tài sản, thì nó là rõ ràng rồi. Nhưng ở đây cũng có một cái đoạn ở trong cái clip ghi âm mà mình show lên cho các cô chú anh chị nghe đó, thì có một cái đoạn họ nói rằng mọi người có hiểu vì sao mà ba Linh lại không lập di chúc hay không. Thì bản thân mình nghĩ đơn giản lắm, tại vì nếu như ở trong nhà của cố nghệ sĩ Vũ Linh có hai người con ruột đi, hoặc là ba người con ruột trở lên đi, thì ông ấy có thể lập di chúc để lại cho con đầu bao nhiêu, con thứ hai bao nhiêu và con thứ ba bao nhiêu. Nhưng ở đây cái di chúc miệng, nói đến di chúc miệng thì sau tí nữa mình sẽ nói lại cho các cô chú anh chị nghe, nhưng mà trước tiên chúng ta đang nói đến cái vấn đề di chúc. Nếu như có vấn đề di chúc, nếu như có cái bản di chúc đó thì không thèm bàn làm gì, không phải bàn làm gì cả, đó cứ thế mà làm thôi. Nhưng ở đây xác định, chúng ta xác định, chúng ta nhìn nhận thấy được rằng chỉ có một người đứng tên pháp lý, đại diện pháp lý rõ ràng nhất, gần gũi nhất với cố nghệ sĩ Vũ Linh, đó chính là Hồng Loan, và chỉ có một mình Hồng Loan có trong giấy khai sinh, và chứng tỏ rằng
nghệ sĩ, cố nghệ sĩ Vũ Linh chỉ có một người con gái, đó là Hồng Loan. Đúng không ạ? Vậy thì cái việc mà có một cái bản di chúc đối với con của mình cũng đâu có cần thiết. Bởi vì pháp luật người ta có quy định là sau khi anh mất thì quyền thừa hưởng là cái người gần nhất, hợp pháp nhất là người trong gia đình anh. Nếu như không có Hồng Loan thì cái câu chuyện của chú Bảy đi chẳng hạn, thì chắc chắn chú Bảy sẽ là người gần nhất, hoặc là cô Sáu, đúng không? Nhưng ở đây Hồng Loan vẫn đang còn hiện hữu và đứng tên trên cái tờ giấy khai sinh đó. Và cái tờ giấy khai sinh lại ghi người cha đẻ của Hồng Loan, đó chính là cố nghệ sĩ Vũ Linh. Nó quá rõ ràng như vậy. Đó. Còn một cái nếu nữa mà mình muốn nói, mình muốn giải thích đến cho tất cả các cô chú anh chị hiểu được. Trong cái quá trình xảy ra sự việc thì mình cũng đã nghe đi nghe lại và ráp rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến cái câu chuyện này, để mình có thể đưa ra một số những cái ý kiến đóng góp cho các cô chú anh chị cùng với cộng đồng mạng là như thế này. Chắc hẳn chúng ta đâu đó cũng nhìn thấy rất nhiều những cái video clip ngắn do chính cố nghệ sĩ Vũ Linh nói. Cố nghệ sĩ Vũ Linh nói rằng ước nguyện của cố nghệ sĩ là có thể lo được cho con cháu. Tức có nghĩa là ở nhà đó ai về sống thì sống. Rồi ông ấy có một cái lô đất rất là lớn, đúng không ạ? Và nếu có bán cái lô đất đó đi thì ông ấy cũng sẽ mua cho Hồng Phượng một cái nhà này, bởi vì Hồng Phượng chưa có nhà. Hoặc là những người con cháu nào đó chưa có nhà thì ông ấy mua cho, hỗ trợ, giúp đỡ. Như cô Sáu cũng vậy, đó, giúp đỡ để mà có nơi ăn ở, nơi ăn chỗ ở, đó. Đó là cái ước nguyện của ông ấy, chứ không phải là ông ấy nói rằng tất cả những cái tài sản của ông ấy đều dành cho con cháu, đều dành cho các cháu. Đó là sai, một phần nào đó thôi. Và mình nghĩ rằng Hồng Loan sẽ hiểu được điều đó. Và tất cả những người khác giống như là cô Sáu hoặc là chú Bảy gì đó cũng sẽ hiểu được vấn đề này, nhưng họ có chịu hiểu hay là không thôi. Còn riêng về cái vấn đề Hồng Loan, khi mà mình xem đi xem lại rất nhiều những cái clip và những cái ý kiến của cô ấy nói về cái vấn đề phân chia tài sản, thì mình nghĩ rằng là nếu như theo cái ý đầu tiên mà mình chia sẻ, nếu như chú Bảy hoặc là cô Sáu đứng ra đại diện cho gia đình nói rằng là giao quyền quyết định hết lại cho con, thì chắc chắn Hồng Loan sẽ làm theo ý nguyện của cha mình. Tức có nghĩa là cái nhà đó ai muốn ở thì ở, nhưng mà sẽ bán một phần tài sản nào đó, ví dụ như đất cát chẳng hạn, bán đi để lấy tiền, đó, lấy tiền mua cho mỗi người một căn nhà để có nơi ăn trốn ở. Mình khẳng định là vấn đề đó có. Ở đây mình không phải là bao che cho Hồng Loan, mà mình nhìn nhận thấy được ở trong cái sự việc này nó là như vậy. Và ngay từ ban đầu Hồng Loan đã bị rất nhiều những cái vấn đề liên quan đến vấn đề truyền thông chẳng hạn, hoặc là vấn đề về cư dân mạng đổ dồn vào để mà gây áp lực cho Hồng Loan. Cũng may là có rất nhiều những cái người anh em hoặc là rất nhiều các cô chú hiểu chuyện, cho nên khán giả là người biết được đâu là đúng, đâu là sai, để mà bảo vệ, để mà đưa ra tiếng nói. Ở trong cái câu chuyện này, cái công lớn nhất đối với Hồng Loan, nếu mà nói về lớn nhất đó, thì mình nghĩ rằng đó là Ni và Mỹ. Hai anh em này cũng đã phối hợp với nhau, cũng đã cố gắng giúp đỡ Loan hết sức là nhiệt tình, và đưa lên không gian mạng những cái ý kiến của chính bản thân họ, cũng như là sâu ra những cái bằng chứng, chứng cứ thể hiện rằng Loan không làm điều này, Loan không làm điều kia, mà tất cả những gì mà Loan làm đều thể hiện đúng theo các quy định của pháp luật, cũng như là theo đúng với danh nghĩa là một người con ruột. Như vậy đâu có sai gì đâu, thưa các cô chú anh chị, đúng không ạ? Còn một cái vấn đề nữa mà dư luận đang quan tâm, đó chính là cái việc sao kê. Cái việc sao kê ở đây là bắt buộc, là bắt buộc, đúng rồi. Mình chưa nói đến cái việc mà khi mà các cô chú anh chị quay lại xem ngay từ cái khoảng thời gian ban đầu, khi mà họ đưa ra những cái tài khoản để mà kêu gọi giúp đỡ cho cố nghệ sĩ Vũ Linh, thì lại không bàn bạc trực tiếp với lại Hồng Loan. Hồng Loan là con ruột của cố nghệ sĩ, tại sao lại không bàn bạc, rồi đưa báo chí truyền thông vào để mà quay phim chụp hình đồ này kia, cũng không nói về cho Hồng Loan biết. Và những cái hợp đồng đó nó được thể hiện cho gia đình của cô Sáu hoặc là ai đó đứng ra để mà tổ chức cái sự kiện đó và ký kết hợp đồng gì đó, ăn chia hay không, hay là tiền bạc, cái vấn đề đó thì mình không biết. Cái đó là bản thân họ biết thôi, và gia đình Hồng Loan hoặc là Hồng Phượng biết thôi. Chứ còn bản thân chúng ta chưa nhìn thấy rõ được cái vấn đề đó. Chúng ta chỉ nghe qua những cái thông tin mà chúng ta nắm được.
Vậy thì ở đây họ đang không coi trọng cá nhân là Hồng Loan, mà Hồng Loan lại là con ruột của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Vậy thì cái việc sao kê có cần thiết phải minh bạch hay không? Nó quá cần thiết, bởi vì chúng ta cũng đã nhìn thấy được cái vấn đề sao kê này từ cái câu chuyện của chị Nguyễn Phương Hằng. Đó, có rất nhiều người, người ta biết được cái vấn đề sao kê này là cần phải minh bạch. Nhất là cái vấn đề của cố nghệ sĩ Vũ Linh nó chỉ xảy ra ở trong gia đình thôi. Nhưng cố nghệ sĩ Vũ Linh là một người rất rất là nổi tiếng, là ông hoàng của cải lương, đúng không ạ? Dân ca Nam Bộ. Vậy thì kéo theo đó là có rất nhiều những cái ca nghệ sĩ, những người nghệ sĩ gạo cội từ trong nước ra ngoài nước, họ yêu quý, họ yêu mến đến cố nghệ sĩ Vũ Linh này. Đối với họ, những người đã từng diễn chung hoặc là những người khán giả yêu thương cố nghệ sĩ Vũ Linh thì có rất nhiều, từ trong nước đến ngoài nước. Và họ có những người không thiếu tiền. Và cái vấn đề mà họ gửi về nó ít hay là nhiều? Không bao giờ là ít cả. Họ coi như những cái đóng góp đó là đóng góp mỗi người một tay một chân, mỗi người một viên gạch, viên ngói để mà xây dựng cái nơi thờ cúng cho cố nghệ sĩ. Đó là một cái điều hết sức là trân trọng. Nhưng cái vấn đề cái người thực hiện kêu gọi họ có rõ ràng minh bạch hay không, nó lại là một vấn đề. Đó, cho nên cái yêu cầu của Hồng Loan khi mà nói rằng là cô Sáu hoặc là chú Bảy hoặc là Hồng Phượng phải sao kê, đưa cái bản sao kê ra và rõ ràng minh bạch cho tất cả các mạnh thường quân đã đóng góp vào cái sự việc của cha mình, điều đó là hoàn toàn chính xác. Bởi vì Hồng Loan muốn rõ ràng ở cái vấn đề sao kê để không phải mang tiếng rằng nhiều khi cái vấn đề đó nó ra tới hàng mấy tỷ bạc, hàng chục tỷ bạc đấy chẳng hạn. Thì cái việc mà lo cho cha thì hết bao nhiêu, còn bao nhiêu chẳng lẽ là Hồng Loan bỏ túi, đúng không ạ? Hay là chia chác nhau ra, đúng không? Cho nên Hồng Loan không giữ cái số tiền đó và muốn làm rõ cái vấn đề, thì Hồng Loan mới yêu cầu cái việc sao kê. Mình thấy hoàn toàn là chấp nhận với cái yêu cầu này. Và mình nghĩ rằng nếu cái vấn đề sao kê này mà được đưa ra pháp luật đó, thì các cơ quan chức năng họ sẽ tiến hành điều tra làm rõ để xác minh lại cái vấn đề sao kê là anh kêu gọi vì mục đích gì, và những gì anh đã chi, anh đã tiêu vào cái mục đích đó nó có đúng mục đích hay là không, rồi phần dư phần thiếu nó như thế nào. Nếu mà có những cái vấn đề mập mờ ở đây thì rất có thể sẽ dẫn đến cái việc là mang tính chất, mang cái yếu tố là lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt tài sản, đúng không ạ? Rõ ràng nó mang yếu tố như vậy. Nếu như mà cơ quan chức năng họ xác minh được, họ chứng minh được những cái vấn đề đó, và bản thân những người kêu gọi họ không chứng minh được những gì mà họ đã dùng cái số tiền mà chi tiêu vào đó, thì rõ ràng họ mang tính chất như thế nào. Đó là một chuyện thôi. Đó là một chuyện đối với vấn đề pháp luật mà mình muốn nói đến ở đây. Còn một cái vấn đề rất quan trọng nữa, đó chính là cái việc mà khán giả người ta nhìn nhận vào những người kêu gọi này, tức có nghĩa là gia đình cô Sáu hoặc chú Bảy hoặc là Hồng Phượng đó, người ta sẽ nghĩ như thế nào nếu như anh không chứng minh được cái vấn đề sao kê, hoặc là anh sao kê ra rồi nhưng mà nó còn mập mờ, nó không có đúng theo cái bản chất của sự việc, không dùng cái số tiền đó vào đúng cái mục đích, đó là cái việc tang lễ cho cố nghệ sĩ Vũ Linh, đúng không ạ? Nó ảnh hưởng, nó gây ảnh hưởng rất là nhiều. Bên cạnh đó thì những người bên phía cô Sáu, chú Bảy cũng là những người nghệ sĩ, Hồng Phượng cũng vậy, và có một cái sự nổi tiếng nhất định. Vậy thì khán giả họ sẽ nhìn nhận như thế nào? Đó, chính vì cái sự gây tiếng vang cho nên nó mang lại cái sự tai tiếng đối với nhiều người này. Cho nên cái phần bất lợi ở đây chắc chắn sẽ nghiêng về phía cô Sáu hoặc là chú Bảy hoặc là Hồng Phượng, đúng không? Rõ ràng bây giờ trên không gian mạng chúng ta nhìn thấy rất nhiều những cái ý kiến về cái việc của gia đình cô Sáu đang làm. Nếu như họ có thể làm được một phần nào đó khi mà cái ý kiến của mình ban đầu đó, mình cũng chỉ tập hợp lại để mà đưa ra cái ý kiến chung thôi. Nếu như làm được điều đó thì mình nghĩ rằng không có cái mâu thuẫn hoặc là không có những cái rùm beng nó liên quan kéo dài đằng đẵng đến bây giờ. Bởi vì trong cái đoạn clip ghi âm đó, thưa các cô chú anh chị, thì cũng thể hiện được cho thấy rằng là cô Sáu yêu cầu, cô Sáu hoặc là chú Bảy đó yêu cầu, chắc chắn là hai người này có một cái sự bàn bạc rồi và thống nhất với nhau rồi, cho nên mới đưa ra cái ý kiến đó cho Hồng Loan và nói rằng là nên đứng quyền sử dụng chung. Tức có nghĩa là, nói ở đây thì hơi tức cười đúng không cô chú anh chị, tức có nghĩa là cô Sáu chú Bảy yêu cầu Hồng Loan là phải đứng tên cùng với Hồng Phượng ở cái tài sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh, hoặc là quản lý chung của cái khối tài sản đó, tức có nghĩa là đứng chung bìa đó, tài sản chia đôi.
Điều này nó hết sức là vô lý, nó không đúng theo các nguyện vọng của cố nghệ sĩ Vũ Linh. Và chắc chắn rằng pháp luật hoặc là các cơ quan chức năng họ sẽ không đồng ý với cái ý kiến này. Còn một cái việc nữa mà mình muốn nói đến ở đây, đó chính là cái di chúc miệng mà những người ở bên trong nhà cô Sáu quay cái phim chụp hình lại khi mà cố nghệ sĩ Vũ Linh trong một cái cuộc nhậu đó hứa là sẽ cho cái này cho cái kia đó. Đó là cái di chúc miệng thôi thưa các cô chú anh chị. Đó, nó chưa thể hiện được điều gì cả. Theo mình tìm hiểu thì nếu như những cái di chúc miệng đó nó thể hiện được là cái nội dung của câu chuyện là nó đang nằm ở chỗ nào, rồi cái mức độ của sự việc nó ra sao, thì họ mới lấy cái đó làm căn cứ để mà quyết định một cái sự việc như là cái sự việc tranh chấp như bây giờ. Chứ không phải là đùng cái ngồi nhậu mà nói tôi cho ông cái này, tôi cho ông cái kia mà bắt họ phải thực hiện. Đó là không phải. Nó còn có rất nhiều những cái chi tiết, những cái vấn đề khác liên quan trong cái câu chuyện để mà cấu thành lên được một cái vụ việc đó. Còn mình lấy ví dụ với các cô chú anh chị, hôm nay mình mời một người bạn của mình đi ăn cơm. Hôm nay mình rất là vui mời người bạn mình đi ăn cơm. Mình trong cuộc say á, mình say cũng ngà ngà rồi, mình hứa với bạn mình thôi mai tao cho mày cái nhà của tao, mai mình cứ sang mày lấy đó. Rồi bạn mình quay phim lại, rồi không lẽ ngày mai bạn mình sang lấy cái nhà đó đuổi mình ra ngoài đường hay sao? Nó hết sức là vô lý, đúng không ạ? Tại vì cái bản thân mình lúc đó không làm chủ được cái hành vi của mình nữa, có men trong người rồi đó, cơ quan chức năng người ta cũng sẽ xét cái vấn đề đó, chứ không phải là đùng một cái là họ quyết định có lời nói đó thì ông cứ theo cái lời nói đó mà làm, là ông sai, là ông phải chấp nhận. Không được, như vậy là quá không được. Và còn có rất nhiều những cái chi tiết mà mình muốn chia sẻ ở đây, nhưng thôi thì cứ hẹn các cô chú anh chị và các bạn trong clip sau đi. Bây giờ thì mình xin tạm dừng, và rất mong tất cả các cô chú anh chị và các bạn hãy để lại những cái ý kiến sâu sắc nhất, những cái ý kiến ý nghĩa nhất để mình có thể nhìn vào đó để mà đánh giá cái sự việc này một cách đúng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các cô chú anh chị và các bạn trong clip tiếp theo. Nhớ đừng quên nhấn đăng ký, like, share video giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.